Vậy thì to đứng sau phụ âm là m.
mình có thể phát âm là ch cũng được, mà cũng có thể phát âm là d cũng được. Okay, come in, come in, come in, come in, come in. Okay, cô chọn cách dễ dàng hơn khi phát âm là d, come in, come in, come in. Okay, từ buổi tiệc ấy ạ, nếu mà theo cách phát âm của người Anh thì mình sẽ là âm a dài, không có âm r, và phát âm là âm ch. Party, 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 khá là đơn giản luôn. Party, 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 lại là cách phát âm của người Mỹ. Theo cách phát âm của người Mỹ thì mình phải có âm r, par, và âm ch sẽ được phiên âm là d. Party, party, party. Mình đang học theo cách của người Mỹ cho nên mình chọn cách này mọi người nha. Come to my party, come to my party, come to my party. Okay, lần nữa nha. Come to my party. Your turn. Sure, good job. Ok, ví dụ thứ ba của cô sẽ là chúng ta cùng đến trường nha. Let's go to school. Ok, rồi mọi người phân tích cho cô đi ạ. Từ to trong câu này mình sẽ phát âm là to hay là de. Ok, to hay là de. Sure. Từ to trong câu này đứng sau động từ go. Go kết thúc bằng một nguyên âm, cho nên từ to trong câu này mọi người có thể phát âm là to cũng được, mà có thể phát âm là the cũng được luôn. Go to school nghe nó hơi mệt mỏi hơn một xíu so với go to school, đúng không ạ? Cho nên là mình sẽ prefer cách phát âm là the. Ok, bây giờ mình ghép vào cả câu nha. Let's go to school. Ok, lần nữa nha. Let's go to school. Ok, lần nữa ha. Let's go to school. Good job. Lần cuối cùng. Let's go to school. Let's go to school. Sure. Rồi, ví dụ thứ tư của cô sẽ là như thế này ha. I wanted to get more. Tôi muốn có nhiều hơn, rất là tham lam. Ok. Rồi, các bạn thảo luận giùm cô nha. Trong câu này thì giới từ to ở phía sau động từ wanted. Cô sẽ phát âm là to hay là de. Sure, rồi. Đúng không? Thì to lúc này nó đứng sau một phụ âm, nó đứng sau âm de. Như vậy thì chắc chắn cô có quyền phiên âm là t hoặc là d đều được. Nhưng mà cô đã prefer trước đó thì d sẽ dễ phát âm hơn. Cho nên trong câu này cô sẽ phát âm t là d, d, d. Ok, trong câu này có một điểm rất là đặc sắc về động từ wanted. Khi mà đọc mong thì cô sẽ không đọc là wanted đâu. Mọi người lưu ý là nếu mà âm t đứng sau âm n trong một từ nào đấy thì thông thường mọi người sẽ bỏ mất âm t đi. Thay vì cô đọc là wanted, cô sẽ đọc là wanted, wanted, no. Ok, không có âm t đâu. Wanted, wanted, wanted. Sure. Bây giờ cô có một số ví dụ cho mọi người ha. Mọi người nghĩ những từ này sẽ đọc như thế nào? Từ trung tâm mọi người có biết không ạ? Sure, đọc đầy đủ sẽ là center. Cơ mà trong câu này thì âm t lại đứng sau âm n, cho nên là cô sẽ bỏ luôn âm t đi. Center, center, center. Từ phỏng vấn các bạn có biết không ạ? Sure rồi. Interview. Nhà năm nhất đúng không? Interview. Thì mọi người sẽ thấy âm t trong câu này là đứng sau âm n. Vậy thì cô cũng bỏ luôn âm t đi. Interview. Interview. Ok, lần nữa nha. Interview. Rồi bây giờ mình quay trở lại câu của mình nha. Không đọc là wanted, sẽ đọc là wanted, wanted, wanted. Rồi, có thêm một điểm các bạn cần phải lưu ý cho cô là âm d trong từ wanted, wanted. Âm d ở kết thúc từ đó sẽ là âm d stop, tức là không wanted, not really wanted, wanted, wanted. Bạn dừng hẳn nó luôn cho cô, ok? Bây giờ mình ghép vào nha. I wanted to get more, I wanted to get more, I wanted to get more. Ok, lần cuối cùng cho cô. I wanted to get more. Ok. Đây, sau đây là ví dụ thứ 5 của cô nha. I thought to myself. Vậy thì từ to trong câu này các bạn sẽ phiên âm là t hay là d? Sure rồi, bởi vì từ thought kết thúc bằng âm t, mà cô đã lưu ý với các bạn là nếu mà từ đứng trước với từ to kết thúc bằng âm t thì từ to phải được phiên âm là t. Sure luôn, ok? Và câu này nó sẽ như thế này. I thought to. Nghe như vậy thì nó rất là bị đứt đoạn, đúng không ạ? Cho nên âm t ở cuối từ thought nó sẽ là âm t stop, tức là các bạn dừng hẳn cho cô luôn, không có thought, không có khúc đó ở phía sau nha. Bây giờ mình ghép vào câu nè. I thought to myself. Ok, rất là đơn giản. Hai các bạn đọc lại giùm cô
to myself. I fought to myself. Lần cuối cùng, I fought to myself. Ok, đây là ví dụ cuối cùng của cô. We're going to your place. Ok, câu này cực kỳ dễ luôn. Cô chắc là các bạn sẽ làm đúng. Từ to trong câu này mình đứng sau động từ going. Going, going kết thúc bằng âm ng. Cho nên từ to mình có quyền phát âm là to cũng được mà the cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà cô đã prefer là the rồi, cho nên cô sẽ chọn cách phát âm này nha. Nguyên câu cho cô nha. We going to the place. We going to the place. Ok, một lần cuối cùng ha. We going to the place. Vậy thì video của cô đến đây là chấm dứt rồi. Thì cô hy vọng là thông qua video này thì các bạn có thể biết cách phát âm giới từ to như thế nào cho thật là tự nhiên khi đặt vào một câu mọi người nha. Không nhất thiết lúc nào mình cũng phải phát âm rõ từng chữ là to thì nó mới đúng, không nhất thiết phải thế. Ok, rồi chào tạm biệt mọi người và hy vọng gặp lại mọi người trong những video lần kế tiếp nha. Love you.